À, chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi xe ô tô cũ, và bên em là Salon Usaker Việt Nam có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Hôm nay thì em xin phép được lên sóng và giới thiệu đến tất cả quý anh chị cũng như là báo giá một cái mẫu sản phẩm ở phân khúc sedan hạng C đến từ nhà sản xuất của Mazda, chiếc xe được ưa chuộng nhất trong phân khúc và cũng là luôn nằm trong top 1 doanh số xe thị trường bán ra tại Việt Nam mình. Trước mắt quý anh chị đây là một chiếc xe Mazda 3 bản sedan, bản 1.5 Luxury, xe sản xuất 2019. Đăng ký lần đầu 2020. Xe được trang bị ngoại thất trắng, nội thất đen. Bản này là đã có ghế lái chỉnh điện rồi anh chị nhé. Sau đây thì em mời tất cả quý anh chị cùng em đi một vòng quanh cái chiếc xe Mazda 3 này để mình có thể cảm nhận về chất lượng của cái chiếc xe Mazda 3 2019 bản Luxury này. Chiếc này của em thì mới đi được có 9.000 km thôi ạ, rất là mới anh chị nhé, 9.975 km. Và em cam kết với tất cả quý anh chị, đây là đồng hồ chuẩn km của cái chiếc xe này. Và cũng như là chất lượng pháp lý thì bên em hoàn toàn cam kết bằng văn bản, cam kết nếu như anh chị phát hiện ra lỗi xe cam kết là bên em hoàn tiền 100%. Đó, Mazda 3 bản 1.5 Luxury, bản ghế lái chỉnh điện, sản xuất 2019, đăng ký lần đầu 2020, đăng ký tên tư nhân, biển tỉnh một chủ từ mới anh chị nhé. Chạy chuẩn 9.975 km, rất là mới ạ. Cũng có nhiều anh chị bình luận và comment ở trên bài đăng của em cũng như là trên clip rằng là quý anh chị nếu như đăng bán hàng thì cũng không nên đọc cái thông số km, cho rằng là cái này tua lại rất là dễ. Và em cũng khẳng định lại với tất cả quý anh chị nhá, cái việc tông tua km nó thực sự rất là đơn giản. Anh chị có thể lên mạng search nhu cầu và người ta đến tua tận nhà, giá chỉ có 200-300.000 đồng thôi. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây là em bán một chiếc xe nó đúng với giá trị của chiếc xe và đúng với chất lượng, và em có cam kết bảo hành đầy đủ về km nếu như quý anh chị phát hiện ra lỗi xe cam kết là bên em nhận xe hoàn lại tiền. Và chiếc này em cam kết cho tất cả quý anh chị là đồng hồ chuẩn 9.975 km nhé, nên quý anh chị hoàn toàn yên tâm về cái số km này. Đó, ngoại thất màu trắng rất là đẹp đúng không ạ, đi kèm nội thất đen nhìn rất là thể thao. Chiếc này về tổng thể sơn si bên ngoài thì tỷ lệ sơn zin nó còn lên đến 95% tỷ lệ sơn zin trên toàn bộ chiếc xe anh chị nhé. Rất là mới ạ, sản xuất 2019, đăng ký lần đầu 2020. Và sau đây thì em mời quý anh chị cùng em xem qua cái phần khoang nội thất của cái chiếc xe Mazda 3 này nhé. Mazda 3 thì với một cái phong cách thiết kế rất là đẹp rồi, thể thao, trẻ trung cũng như là option và nội thất thì cực kỳ đẹp rồi. Đó, đây là phần táp đi cửa lái này, anh chị nhìn này, không có một vết xước nhá, và ly lông còn chưa bóc luôn. Đó, bản này là bản Luxury thì đã được trang bị là ghế lái chỉnh điện rồi, nội thất thì còn rất là mới, xe mới đi có 9.000 km thôi thì mọi thứ nó gần như là hoàn toàn đẹp nguyên bản rồi. Đó, xe thì cũng có được trang bị là cửa sổ trời này, đèn lồ start top này, gẩy số vô lăng này, kết nối âm thanh Bluetooth, đàm thoại rảnh tay, tăng chỉnh volume, chế độ cruise control, chế độ lái sport, phanh tay điện tử, rất là nhiều option đúng không ạ, điều hòa tự động, màn hình cam lùi theo xe. Đó, và đây là cái chỉ số km hiện tại của chiếc xe này này, đang là 9.975 km và nó hoàn toàn chuẩn với những gì em nói và em cam kết anh chị nhé. Đây là hoàn toàn tất cả, mình thật sự là yên tâm luôn về cái chất lượng của chiếc xe này. Đèn thì đương nhiên là đèn auto rồi. Đó, nội thất còn rất là mới anh chị nhé, lốp liền đời theo xe và sơ cua chưa hạ luôn. Đó, chiếc này thì đã được bác chủ xe lên thảm sàn 6D cũng như lót cốp đầy đủ hết rồi. Đó, cực kỳ mới ạ, trần là trần nguyên bản nhá, chưa độ bọc trần đâu ạ. Đó, rất là quý ạ, cực kỳ quý luôn nhá. Đó, chiếc này của em là đăng ký tên tư nhân biển tỉnh này, một chủ từ mới nhá, sản xuất 19, đăng ký lần đầu 2020. Đó, anh chị nhìn những cái phần táp ly cửa, những phần này này, bác chủ xe còn chưa bóc hết ni lông luôn, rất là mới nhá, không hề bị xước xác gì cả. Và đương nhiên rồi, toàn bộ keo chỉ cũng như là hệ thống khung xương sassi, máy móc động cơ là bên em cam kết chuẩn luôn cho anh chị, nguyên bản. Đây là lốp dự phòng của xe chưa hạ anh chị nhá. Đó, thảm sàn nót cốp là đầy đủ hết rồi, bác chủ rất là cẩn thận ạ. Đó, khi lắp này thì chúng ta sẽ có được cái phần thảm lý này nguyên bản rất là mới ạ. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, bác chủ xe cũng rất là cẩn thận lẹp ốp những cái phần mạ chrome này, chống xước này. Đó,
chiếc xe rất mới anh chị nhá. Là đây là cái phần là lốp cũng như là la răng của cái chiếc xe này. La răng thì gần như không có một vết xước luôn anh nhá. Lốp thì được sản xuất ở tuần thứ 22 của năm 2019 anh chị ạ. Lốp còn rất là dày, rất là mới ạ, nguyên ta lồng nhá. Đó, mới đi có 9.000 km thôi, thực sự rất là đẹp rồi. Đó, hàng ghế phía sau gần như là chưa có người ngồi luôn. Đó, trước này thì em mới cho vệ sinh spa nhẹ qua thôi, thì lát nữa em sẽ cho dọn nội thất, đánh bóng nội thất thì nhìn nó sẽ rất là mỹ miều luôn. Đó, anh chị cứ yên tâm nhá, anh chị chốt chiếc xe thì hoàn toàn chiếc xe về mình sẽ là long lanh đẹp tuyệt đối luôn. Đó, nội thất ghế da cao cấp này, cực kỳ đẹp này. Đó, anh chị nhìn này, không hề bị nhăn nhá. Anh chị nhìn cái má ghế bên lái của em này, đó, không hề bị nhăn luôn. 9.000 km rất là mới ạ. Đó, và đương nhiên rồi, với chiếc xe này thì bên em vẫn hỗ trợ tất cả quý anh chị về thủ tục mua bán, quy trình, hỗ trợ anh chị đăng ký sang tên đổi chủ, hỗ trợ anh chị ra xe toàn quốc và hỗ trợ anh chị làm thủ tục trả góp qua ngân hàng nhé. Giá trị vay cao lên đến 70% giá trị xe. Đó, bên em thì vẫn bao check test toàn bộ toàn quốc cho tất cả quý anh chị về chất lượng của chiếc xe cũng như là pháp lý nhé, và cam kết bằng văn bản nếu như các bác phát hiện lỗi sai cam kết hoàn tiền 100% nhận lại xe. Đó, cam kết xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, máy móc động cơ số nguyên bản, giấy tờ đầy đủ sang tên hợp pháp anh chị nhé. Đồng hồ km là chuẩn theo xe, không tua. Và với cái chiếc xe Mazda 3 sản xuất 2019 bản Luxury, ghế điện, đăng ký lần đầu 2020, đăng ký tên tư nhân biển tỉnh, màu trắng nội thất đen, chạy chuẩn 9.000 km này thì hiện tại bên em đang giao bán ở mức giá là 659 triệu đồng. Và đương nhiên giá trên em có còn fix một chút, nếu như các bác thực sự thiện chí thì các bác vui lòng qua trực tiếp showroom em tại địa chỉ là số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, Salon Isuzu Việt Nam. Em có thể mời các bác xem xe, lái thử và cảm nhận. Cũng như là nếu như anh chị ở xa thì hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với em qua hai số hotline là 0911666325 và số thứ hai của em nữa là 0913567328. Anh chị có thể kết bạn trực tiếp Zalo, em gửi hình ảnh nội ngoại thất chi tiết cũng như là giấy tờ xe và sẽ chốt cho anh chị cái mức giá tốt nhất nhé. Đến đây thì em Tình xin được kết thúc clip và cảm ơn tất cả quý anh chị đã quan tâm dành thời gian theo dõi và ủng hộ bên em. Kính mong anh chị sẽ luôn là người đồng hành và giúp anh em Isuzu Việt Nam chúng em ngày càng có động lực phát triển mạnh hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong những clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.